Xin kính chào quý cô chú chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày 10 15 tháng 12 năm 2020 thì tối hôm nay bên cơ sở lan rừng nhà em có cập bến nhiều những mặt hàng lan đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển ạ à. và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc là nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp và cái cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại cước phí sẽ là 35 000 cho một đơn hàng mỗi một kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 10 000 nữa cho 1 kg tiếp theo và cái cước phí này thì sẽ được áp dụng cho cả ba vùng miền Bắc Trung Nam trên toàn quốc. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng báo giá đến cô chú anh chị và các bạn cái mặt hàng hiện tại bên cơ sở đang dừng nhà em đang có. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị hôm nay em về cái lô đùi gà Đùi gà tròn quá là đẹp luôn Hàng hiện tại thì đang chuẩn bị là sưng mất nụ rồi Cô chú anh chị nhé Năm nay năm nhuận nên là chắc chắn là hoa sẽ nở rất là sớm ạ Đùi gà tròn em xin phép được bán với giá là 180.000 cho 1kg Hàng cực kỳ là đẹp và đã cắt tỉa kỹ khá là kỹ Những thân còn lại này gần như là những thân đều có thể cho hoa và làm giống Cô chú anh chị nhé à, rồi tiếp theo bên này là một phần lụa vàng cực xinh luôn Thân căng nuột nà luôn ạ Rất là đẹp Em bán với giá là 200.000 cho 1kg Và một bọc sơn thủy tiên thân tròn chắc khỏe xanh mướt cực đẹp luôn ạ với giá em bán là 200.000 cho 1kg đây là sơn thủy tiên bắc cô chú anh chị nhé và bên này là dòng lan kim điệp xuân hàng vừa về tươi roi rói luôn cô chú anh chị này Đó. hàng này và chắc là năm nay cũng sẽ nở hoa vào thời điểm tết ạ kim điệp xuân 140.000 cho 1kg em cũng có cái dòng kim điệp xuân này thì nó rụng lá hơn Đấy. Dụng lá như thế này thì cô chú anh chị mua sẽ cực lợi cân luôn. Dòng kim điều xuân này em cũng bán 140 000 cho 1 kg. Cô chú anh chị muốn lấy hàng dụng cân, dụng lá để được khối lượng nhiều hơn hoặc cô chú anh chị có thể lấy hàng nhiều lá bên kia. Và bên này là dòng long tu đá này, long tu đá. Em bán với giá là 120 000 cho 1 kg long tu đá với thân căng mướt luôn ạ. Và tiếp theo bên này là em có cái dòng lan hoàng phi hạc này cô chú anh chị này. Hoàng Phi Hạc nhé, hàng cũng đã đang xuống lái rồi Và hàng cũng đã cắt tỉa sạch sẽ và đẹp thân rất là chắc khỏe luôn Hứa hẹn một mùa hoa rực rỡ và hoa của Hoàng Phi Hạc thì rất là buồn à, <laughs> Rất là rất là bền Bền hoa và dễ thuần dễ chăm ạ Hoàng Phi Hạc với giá em bán 130.000 cho 1kg Và bên này là dòng Long Tu Xuân Long tu xuân bây giờ cô chú anh chị mà ghép thì sẽ được một mùa hoa chơi trọn vẹn luôn nhé Thật rất là căng mập và khỏe luôn ạ. À. Hiện tại nhà vườn cho vào cực nhiều luôn. Nên là cái dòng long tu xuân này hiện tại thì phải nói chung là mình phải lấy mối quen thì mới được hàng cô chú anh chị nhé Long tu xuân em bán 200 000 cho 1 kg. Và bên này là hoàng thảo hoàng lạp. Hàng xanh lá đấy ạ. Hàng xanh lá như vậy em bán 120 000 cho 1 kg. Và hàng ít lá này cô chú anh chị này, ít lá nhưng đảm bảo cô chú anh chị về mình vẫn được chơi hoa cũng như là làm giống bình thường. Em bán hàng dụng lá này với giá chỉ 70.000 thôi và hàng đẹp nhiều lá mượt 120.000 nhé. Và hoàng nhạn tháng 4, một cái dòng hàng phải nói chắc có lẽ là không có loại hạ hoa nào có thể thơm hơn dòng hoàng nhạn ạ. À. Hoàng nhạn tháng 4 cây khá là đều, đô này về cây khá đều và cây khá lớn nhé. À, em bán với giá hoàng nhạn là 450.000 cho 1kg, chỉ cần 1-2 mông nở thôi đã cực kỳ là thơm rồi. Và bên này là dòng lan ý ngọc Hôm nay em lại cập bến một lô ý ngọc rất là nhiều luôn Cô chú anh chị này Hàng đã xuống hết lá rồi nên cô chú anh chị mua cực lợi cân luôn Thân rất là chắc và khỏe luôn Hứa hẹn một mùa hoa tuyệt vời cho mùa xuân Em bán với giá là ý ngọc 160.000 cho 1kg nhé Và kiều vàng ạ à. Cô chú anh chị nhìn cho em cái lô kiều vàng về quá mướt luôn Nhìn giống y kiều tím luôn quá là đẹp luôn ạ à. Hàng đã cắt tỉa rất là kỹ rồi Những cái đẹp, hiện tại đang bắt đầu sưng mất nụ rất là lớn rồi nhé Cô chú anh chị nhé Đấy, cũng còn có một số vài thân già không tránh khỏi Một số thân không có lá không tránh khỏi thế Nhưng mà hàng này quá đẹp đúng không ạ Em bán với giá là 160.000 trong 1 kg kiều vàng thôi Và hoàng thảo trúc mành Vừa về tươi roi rói luôn cô chính chị này Hoàng thảo trúc mành thì hoa cũng rất là rực rỡ và cực xinh Trúc mạnh em bán 240.000 trong 1 kg Hoặc em cũng sẽ bán theo bó Một bó đủ cô chính chị siêu tầm cho một giò Đây một bó như vậy đấy ạ Đủ cô chính chị là một giò xinh nhá Em bán một bó như vậy với giá 50 000 cho một bó. Và bên này là Hoàng Thảo Tam Bảo Sắc. Hoàng Thảo Tam Bảo Sắc hiện tại đang cũng đang xuống hết lá rồi. Và riêng dòng Hoàng Thảo Tam Bảo Sắc này cũng sẽ nở ba màu rất là rực rỡ quá xinh luôn. Hoàng Thảo Tam Bảo Sắc chỉ với giá 140 000 cho 1 kg thôi và em cũng sẽ bán theo bó một phần 50 000 cũng được rất là nhiều luôn. Tiếp theo bên này đây là cô chú anh chị nhìn cho em những cái dề vẩy rồng, bản lá to bự luôn cô chú anh chị này. À, hoàng thảo vẩy rồng, hàng có sức sống rất là mãnh liệt và cô chú anh chị có thể thấy là đẹp có những dề rất là lớn luôn và những cái chùm hoa của nó này mỗi một già hành như vậy nó có thể cho những cái chùm hoa rất là dài hiện tại hàng cũng đang chuẩn bị đến mùa xuân là sẽ uh, cho nụ cho hoa nhé nên cô chính chị lấy bây giờ về ghép là mình sẽ có một mùa hoa rất là trọn vẹn luôn vậy rồng nhá em bán với giá là 120.000 cho một kg Hoàng thảo u lồi hiện tại đang bắt đầu là chi chít là nụ luôn Hoàng thảo u lồi hay còn gọi là hoàng thảo ngũ tinh Bây giờ một số cây đã trồi nụ khá là dài rồi Và vận chuyển đóng gói thì cũng có một số nụ sứt ngay rồi đây này Thế nên, nên em mới bảo mà, cô chú anh chị khi mà lấy mua lan ấy Muốn chơi chơi hoa trọn vẹn nhất là mình cứ lấy cái hàng mà nó chưa nứt nụ ấy Chưa nứt nụ thì đảm bảo nó sẽ ra nụ đây Một số cây thì bắt đầu sưng thôi Một số cây thì nụ khá là lớn rồi vận chuyển đóng gói nó có sức sát một chút xíu Nhưng mà hàng cây mập khỏe rất là đẹp luôn Hoa sẽ chuẩn tết ạ Mầm gốc này cô chú anh chị này Em bán với giá là 200.000 trong 1kg nhé Và bên này đây là dòng lan quế tím này Quế tím này ạ, à. quế tím thì em bán với giá là 140 000 cho 1 kg. Hàng này thì mùi hương của nó giống với cả tam bảo sắc nhưng mà đậm đà mùi hơn, hoa thơm đậm hơn. Giá 140 000 trong 1 kg thôi. Và bên này là ngọc thạch ba màu. Ngọc thạch ba màu hàng Bắc nhá, thân căng mướt luôn, vàng óng luôn cô chú chị này. Đó, ngọc thạch ba màu hàng Bắc này em bán với giá là 160 000 cho 1 kg. Và bên này đây là dòng lan hạc vĩ này, Hạc vĩ ạ, à, hàng hiện tại đã xuống hết lá và khô giáo rồi. Khô giáo hết luôn ạ. À. Mua cực kỳ là lợi cân cô chú chị, chị nhé Hạc vĩ này thì em xin phép bán với giá là 100 uh, 130 000 cho 1 kg. 1 kg cô chú anh chị được quá là nhiều luôn. Đó, hứa hẹn uh, cô chú anh chị chỉ cần lấy một 1 kg thôi chắc là sẽ có một suối hoa luôn rồi. Đấy, hàng cây dài thân mảnh, được rất là nhiều hàng khô nữa. Được rất là nhiều luôn ạ. À. Và bên này là dòng lan Hải Yến này cô chú anh chị này. Hàng cây lá xếp với cái sắc hoa tím Uh, tím uh, tím xanh ý, nó tím với những không phải như những cây khác nó tím hồng mà cây này sẽ tím hơi uh, hơi xanh tím huế rất là đẹp và cái dòng hải yến này thì em xin phép bán 140.000 trong 1 kg hoặc cô chú anh chị mình có thể mua theo bó đây một bó như thế này được khoảng tầm 5 cho đến 7 8 đầu ngọn hàng lá xếp rất là đẹp luôn như thế này 40.000 cho một bó hải yến thôi thôi ạ à, Đây cô chú anh chị nhìn cho em cây hàng lá xếp tam tắt cực xinh luôn và bên này đây thì em có những cái chậu đai châu hàng chậu nhựa nhá. hiện tại cây đang bắt đầu là nhú nụ rồi nhú chuẩn bị à, đang nhú nụ để cho hoa tết rồi và mỗi một cây như vậy thì nó sẽ rơi vào ba cặp lá trở lên ạ à. rơi vào ba cặp lá trở lên cô chú anh chị nhé hàng chậu nhựa không lỗi lá rất là xinh như thế này à, và ở đây thì em có bốn màu sắc để cô chú anh chị có thể lựa chọn đó là màu bò sữa này màu cam này màu hồng này và màu tím đốm ạ đó màu bò sữa màu cam và màu hồng đây cô chú anh chị này một số cây nhú nụ khá là cao có cây thì hai nụ nói chung là số lượng cây hai nụ thì rất là ít thôi nên là khi mà em bán thì chỉ bao cô chú anh chị là hàng có một nụ thôi cô chú anh chị nhé và một cái chậu như thế này em bán 130.000 cho một chậu thôi có bốn màu sắc mà hàng châu thái thì hoa rất là thơm và bền hoa mà nhiều sắc màu đẹp ạ à. 130.000 cho một chậu châu thái và bên này thì em có dòng lan vũ nữ hồng lâu mộng này Cái mùi hương thơm rất là ngọt ngào quyến rũ Bình thường thì em có lô trước về Trước đây như năm ngoái em bán thì chỉ có hoa màu trắng thôi Nhưng mà đặc biệt năm nay với cái sắc hoa tím hồng rất là đẹp luôn Mà ấn tượng cực kỳ là cái mùi hương của nó của chị chị nhé à, Em bán mỗi một chậu như vậy với giá là 65 nghìn cho một chậu À thôi em có một cặp đôi gồm hai chậu này đi Đang nụ hết ạ à? Cây này thì đang nụ đang hoa, cặp đôi này thì em bán 100 nghìn đi 100 000 cho hai chậu vô nữ hồng lâu mộng này. Dễ thuần dễ chăm nhé cô chú anh chị nhé Đó. Hoa rất là thơm. Và bên này là là dòng lan giả hạt di linh xuân ạ. À. Giả hạt di linh xuân cô chú anh chị có thể nhìn cho em cái thân nù cực kỳ là xinh luôn. Dòng hàng phi điệp sẽ nở hoa vào cái thời điểm Tết ạ. À. Cô chú anh chị nhìn cho em ạ, à, nù rụt rất là đẹp luôn. Không chỉ đẹp về hoa mà còn đẹp về cả thân lá nữa và đặc biệt là nở hoa với thời điểm Tết ạ. À. Và giả hạt di linh xuân này giả hạc di linh xuân hay là phi điệp uh, uh, di linh xuân đấy ạ nở hoa vào thời điểm tết ạ một cốc như vậy thì em bán với giá là 80.000 trong một cốc nhé chiều dài từ 15 cm trở lên thân cực kỳ là mập luôn cô chú anh chị sau ngón tay của em thì biết ạ đó 80.000 trong một chậu à, và cũng có những chậu nó có thể dài có hai thân rất là mập như vậy thì nó sẽ ngắn hơn nhé cô chú anh chị ngắn hơn 15 cm nhưng những chậu nào mà có một thân thôi thì nó sẽ dài từ 15 cm trở lên đó, cực kỳ là đẹp luôn và bên này đây là em có dòng hồ điệp hoa đại để cô chú anh chị mình chơi hoa Tết nhé Dòng hồ điệp hoa đại, mỗi một chậu hồ điệp hoa đại này thì đây là cấp 3.8 rất là to ạ à. Cốc 3.8 rất là to Và một chậu như vậy thì Đây cô chú anh chị nhìn bộ rễ của nó rất là khỏe mạnh à, Một chậu như vậy thì cô chú anh chị thấy là nó có hai vòi hoa để cô chú anh chị mình có thể chơi hoa Tết và thân lá tím ngắt rồi Và đây là cái mặt hoa của dòng hồ điệp hoa đại này này cô chú anh chị này Với bông hoa sắc tím, hồng và cánh viền chấm trắng rất là đẹp nhé cô chú anh chị nhé. Đây cô chú anh chị ngắm kỹ cho em cái mật bông của nó ạ. Và dòng hồ điệp hoa đại mỗi một chậu hai vòi bông như thế này. Em bán với giá là 75 000 cho một chậu nhé. Cô chú anh chị nào lấy từ 5 chậu em để với giá là 85 000 cho một chậu. Và cái hàng này thì em khẳng định rằng đến Tết giá của nó không rơi dưới 150 cho một chậu đâu. Mà thậm chí là không có cây hai ngồng họa. Thì đấy với cái sắc tím hồng rất là đẹp như thế này. Đó, rất là yêu thương như thế này tím hồng cánh viền trắng rất là đẹp luôn Với mỗi một chậu hai ngồng hoa chơi hoa Tết chỉ với giá có bao nhiêu nhỉ? 75.000 cho một chậu thôi Đấy lấy từ 5 chậu chỉ còn với giá là 70 000 năm Đấy, 5 chậu thì cô chú anh chị về đã có một giò hồ điệp với 5 chậu uh, chỉ có hơn 300 000 Thì uh, nếu như cô chú anh chị đổi uh, với cái giá đó cô chú anh chị mua vào những ngày tết thì cái giá sẽ cực kỳ là đắt đỏ luôn. Và bên này là cái dòng hồ điệp cũng là dòng hồ điệp cô chú anh chị nhìn thấy cho em là dòng hồ điệp này là hồ điệp lá biên hay còn gọi là hồ điệp lá phát tài. Một kiểu dạng hồ điệp đột biến về thân lá và đây chính là một cái sự kết hợp hoàn hảo nhất giữa cái thân lá và mặt bông. Đây ạ, à, đây là hoa của nó với cái sắc hoa tím hồng nhá. Tím hồng hoa phân nhánh với kết hợp với cái thân lá rất là uh, đột biến rất là đẹp như thế này thì tạo ra một cái dòng hoa nói chung là uh, đây cô chú anh chị này thấy hoa phân nhánh ạ, rất là nhiều cặp lá luôn, rụt rịt rất là xinh, đẹp như thế này này. Thì một chậu em bán với giá là 90 000 cho một chậu nhá cô chú anh chị nhá. 90 000 cho một chậu hồ điệp như vậy Cô chú anh chị nào lấy từ 5 chậu em để giá còn 85 000 cho một chậu ạ. À? Mỗi một cây là hai vòi hoa, phân nhánh. Và bên này đây là dòng điện lan để cô chú anh chị chơi hoa Tết có tên là Hồng Tửu Nhân Tình hồng tử nhân tình với cái sắc hoa tím hồng thắm rất là đẹp luôn và một chậu sẽ có ít nhất là hai ngồng ít nhất là ba ngồng hoa cô chú anh chị mình nhá ít nhất là ba ngồng hoa khi mà sổ hoa cực kỳ là đẹp luôn à, với những cái giả hành cũng rất là chắc khỏe luôn cô chú anh chị này những cái giả hành rất là khỏe khoắn và rất là đẹp luôn ạ à. và một chậu lan hồng tử nhân tình có ít nhất ba vòi hoa như thế này em xin phép được bán với giá là 260.000 cho một chậu cô chú anh chị nhìn nụ nhìn hoa nhìn thân lá thì biết là nó rất là khỏe rồi đúng không ạ ạ, rất là khỏe luôn nhé. Đảm bảo cô chú anh chị sẽ có một mùa hoa rất là xinh trong Tết này. Đây, cô chú anh chị này, rất là đẹp luôn. 260 000 trong một chậu thôi ạ. Và hàng này thì về cô chú anh chị trồng xong rồi mình có thể nhân giống nhé Cũng rất là dễ thuần, dễ chăm đấy ạ Cũng là dòng địa lan thì ở đây em có thêm cái dòng địa lan đó là uh, Địa lan cọp đỏ nhá, cọp đỏ ạ Và mỗi một chậu địa lan cọp đỏ này thì cũng sẽ có ít nhất là hai ngồng hoa cây rất là khỏe ạ cây rất là khỏe để cô chú anh chị mình chơi hoa tết này cô chú anh chị này đó và độ bền của hoa của dòng những dòng địa lan này thì độ bền uh, phải tầm 2 tháng nhé cô chú anh chị ví dụ như cái chậu này cũng là chậu cọp đỏ mà năm ngoái sổ hoa cực kỳ là đẹp như thế này em năm ngoái là hàng bị uh, gãy uh, bị gãy ngồng hoa ấy, nên em cho vào vườn ạ à. và không hề sang chậu luôn nhưng năm nay vẫn sổ được những cái vòi bông cực kỳ là đẹp luôn như vậy cô chú anh chị này và cái hoa này thì đã nở trên một tháng rồi nhưng cô chú anh chị thấy là chưa có hiện tượng nào gọi là tàn hoa luôn Mà cái hương thơm vẫn cứ thơm quyến rũ, ngọt ngào Thì một chậu à, điện lan cọp đỏ như thế này Em xin phép bán với giá cũng 260.000 trong một chậu nhé Đó, em có cọp đỏ với cả hồng tửu nhân tình Cả hai cái dòng lan đều rất là đẹp luôn ạ à. Rồi tiếp theo bên này đây thì em có những cái chậu... À thiên nga nhé cô chú anh chị đây là chuẩn thiên nga chứ không phải thiên nga cắt tum và chuẩn thiên nga thì cái màu sắc của nó đẹp một cách sắc nét luôn và hoa thơm và rất là bền đây, mỗi một giả hành to mập nú luôn hiện tại đang bắt đầu xuống lá để chuẩn bị cho hoa nhiều cô chú anh chị thì cứ hỏi là cứ muốn là hàng nó phải nụ cơ nhưng mà uh, thực sự thì cái hàng nụ thì chơi hoa sẽ không được trọn vẹn bởi vì khi mà vận chuyển đóng gói đi nụ của nó sẽ bị trột ạ à. uh, chứ còn hàng như thế này chuẩn bị mùa nụ cô chú anh chị về ổn định rồi bắt đầu là nó nứt nụ ra và lúc đấy mình sẽ được uh, chơi hoa một cách trọn vẹn luôn Đang lên mầm gốc này các chú anh chị này Một cái giả hành căng mướt to bằng cái cổ tay của em luôn Hứa hẹn là mỗi một chậu như thế này Sẽ có ít nhất là hai chùm hoa cực kỳ là to đẹp luôn nhé Một chậu uh, một chậu như thế này Thiên Nga như thế này Chuẩn Thiên Nga luôn đấy ạ Em bán với giá chỉ có 180.000 cho một chậu thôi 180.000 cho một chậu thôi Hiện tại thì cũng có hàng Trung Quốc uh, tràn sang ấy ạ Hàng đang nụ và người ta bán giá sỉ cũng đã trên 180 000 rồi. em nói thực sự luôn. Đó. Thì ở đây một chậu như thế này em chỉ bán 180 000 thôi. Giả hành rất là to, khủng, rất là đẹp luôn ạ. Và bên này là những cái cốc đen này cô chú anh chị này. Đen rô mỗi một chậu như vậy thì nó sẽ có khoảng tầm 2 3 thân hoa. À, nhưng mà nó không được cao lắm cô chú anh chị nhé Và một chậu như thế này thì em sẽ bán với giá là 75 000 đen rô xuân đấy ạ. Và tiếp theo sau bên này sẽ là những cái chậu trầm tím ạ. Những cái chậu trầm tím nù cực đẹp luôn. Một chậu sẽ có hai thân hoặc là à nói chung là từ hai thân trở lên cô chú anh chị này chậu này thì rất là nhiều thân luôn đây là trầm tím hàng rừng và trồng thuần ở trong chậu ạ và một chậu trầm tím như vậy thì em xin phép bán 100.000 cho một chậu cô chú anh chị nào lấy từ 5 chậu em sẽ để giá 95.000 thân nù và rụt rì rất là xinh luôn rồi tiếp theo bên này đây là những cái chậu giả hạc hồng ngọc ạ giả hạc hồng ngọc để cô chú anh chị mình chơi hoa tết nhé và cô chú anh chị thấy là hiện tại là tất cả những cái cây này chậu nào cũng có cái lá vàng đúng không ạ cái mùa này thì nó phải vàng lá như vậy cô chú anh chị nhá Nó phải vàng và rụng lá thì đến Tết nó mới cho hoa cho cô chú anh chị mình ngắm ạ Để ạ cô chú anh chị mình xem này Những cái cây lan dòng giả hạc này Khi mà sổ hoa thì không còn cây nào có lá cô chú anh chị nhá Và đây là sắc hoa của dòng giả hạc hồng ngọc Với sắc hoa hồng ngọc và hoa cực kỳ là thơm luôn đấy ạ Rất là thơm và hàng chuẩn ươm ki cô chú anh chị nhá chuẩn ươm ki đấy ạ em thấy uh, một số nơi người ta bán có thể bán theo thân một thân dài khoảng tầm uh, trên một, uh, trên 40 mươi cm người ta cũng đã bán trên 100 trăm nghìn rồi và đây là những cái hàng mà em đã bán hàng ươm ki và hàng để cô chú anh chị mình chơi hoa tết hoa xuân uh, hàng trưởng thành rất là đẹp luôn nhé cô chú anh chị thân mập khỏe luôn đây đẹp uh, đây ạ ươm ki cô chú anh chị mình nhỉ em có hình số 1 ạ ba thân cực kỳ là khỏe và đẹp dài từ 60 mươi cm trở lên hết đấy 5 60 cm trở lên hết ạ. Chậu này em xin phép bán 280 000 Đó, 280 000 Cô chú anh chị có một cái chậu lan hồng ngọc rất là đẹp để chơi luôn ạ. Và cô chú anh chị có thể để nhân giống ươm ki cho những năm sau, nói chung là à, rất là giá trị luôn ạ. Chậu tiếp theo này, chậu số 2. Chậu số 2 này là một chậu có 5 thân nhá. 5 thân ạ. 5 thân này em bán 300 000 Chậu tiếp theo chậu số 3, 280 000 Chậu này có 4 thân ngắn dài, 4 thân ngắn dài. Trong đó có một cái thân ngắn này này. Thì nó bị gập ở đây, nhưng mà cô chú anh chị thấy là nó mình cô chú anh chị mình sẽ thân vẫn rất là căng khỏe, vẫn chơi hoa bình thường nhá. Và lên lên mầm gốc bình thường không sao nhá. Chậu này em bán 208. Và chậu tiếp theo là chậu số 4. Chậu số 4 thì rất là nhiều thân 2 4 6 thân luôn cô chú anh chị này. 6 thân luôn, một số thân hiện tại cũng đang xuống hết lá rồi. Và cái thân này chậu này thì đây em cũng có một cái thân này nó bị gập này. Cũng có một một thân nó bị gập nhá cô chú anh chị nhá. Dạ. Nhưng mà cô chú anh chị thấy là nó không hề có làm sao. Hàng này thì vẫn chơi hoa và vẫn lên mầm bình thường thôi nhá. chậu này em xin phép bán 350 000 Tiếp theo chậu số 5. Chậu số 5 này thì có 3 thân, trong đó một thân phải dài trên 1 mét Rất là đẹp luôn. Chậu này 28 250 000 ạ. À? 250 000 thôi, quá rẻ luôn đấy cô chú anh chị nhá. Tiếp theo là hình số 6 này, 208 chậu này có 4 5 thân ngắn dài. Và chậu số 7 250.000. 250.000 chậu này cũng là chậu 3 thân này. Và chậu số 8, chậu này có à giá là 280.000, chậu này có 4 thân ngắn dài nhá, 4 thân ngắn dài. Hiện tại một số cây là đã bắt đầu lá nụ rồi cô chú anh chị này. Đấy, những cái mắt nụ của nó này. À, về cô chú anh chị ở đặc biệt là cô chú anh chị ở những nơi ấm áp chắc chắn là sẽ nở hoa Tết cực đẹp luôn. Tiếp theo là chậu số 9. Chậu số 9 này em cũng bán 280.000 cho chậu này 3 thân ạ. À và chậu số 10. Chậu số 10 đây cô chú anh chị này, chậu số 10 này cũng rất là xung xuê luôn. Đây, thân này hàng thân này đã dụng lá rồi và căng bóng luôn đây cô chú anh chị này. Hàng dụng lá như thế này là về nó sẽ tránh cái hiện tượng là thoát nước ạ. Và cái nó sẽ tích dưỡng chất ở thân và rất là khỏe để cho một mùa hoa rực rỡ nhất này cô chú anh chị. Đây, hiện tại là nụ bắt đầu là sưng rồi. Em bán cái giò này với giá là 280 000 cho hình số 10. Hình số 11 cũng 280 giò này có 3 thân ạ. À. 3 thân dài miên man đẹp như thế này. Hình số 11 này. Hình số 11 này em cũng bán với giá là 280 000 280 000 cho hình số 11. Hình số 12. Đây ạ, à, hình số 12 em bán là 300 000 nhé nhá, quý anh chị nhá, 300 000 Có 4 thân rất là đẹp. Hình số 13. Hình số 13 đây ạ. Hình số 13 này em bán là 280.000 cho hình số 13. Và hình số 14 à, Hình số 14 chứ. Hình số 13 đây rồi là 300.000 rồi, hình số 14 là 280 ạ. Và hình số 15 là một phần dáng hương đuôi cáo cây khỏe đẹp. Năm trước có những cây vòi nụ rất là dài luôn rồi. Hình này có tất cả là 10 uh, 13 cây. Em bán 150.000 cho hình này nhé. Tiếp theo là hình số 12 Hình số 16 ạ Hình số 16 này có 12 cây Em bán 130.000 thôi Thanh lý 130.000 Rồi bên này là em có những cái chậu à Giả hạc ha oai ạ à. Cô chú anh chị nào mà chơi lan thì biết rồi Ha oai Trước đây khi mà chưa 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 dành về những cái loại lan ấy Thì em không hiểu dòng ha Tại sao giá nó đắt như vậy Mấy năm trước thì giá nó đắt lắm luôn đấy ạ ờ, Bình thường người ta bán một thân thân trên 200.000 luôn Thế sau đó thì em được thưởng thức cái mùi hương của Hawaii thì phải nói là nó thực sự rất là xứng đáng bởi vì một bông nở thôi đã rất là ngát rồi, rất là thơm rồi cô chú anh chị ạ. Giả hạt Hawaii nhé cô chú anh chị nhé. Em có chậu này này. Như năm ngoái thì giá nó rất là cao luôn nhưng mà năm nay thì rẻ một cách bất ngờ luôn đấy ạ. Hình số 17, 220 000 thôi cô chú anh chị này. Như giò này như năm ngoái chắc phải tầm 400. Bán hàng Tết chắc phải tầm 400. Hình 17, 220 000 Hoa dòng Hawaii này thì hoa cũng sẽ nở Tết ạ. Hình tiếp theo hình số 28. Hình số 28 này cũng là ba thân này. Ba thân này em cũng bán 220 000 nghìn à. ạ. Và hình số 20 hình số đâu nhỉ? Hình số 17 chứ, hình số 17 là 220. Hình số 18 cũng là 220. Và hình số 19 ạ. À. 19 này. 19 ba thân rất là đẹp như thế này, em cũng bán 220 000 nghìn. Và tiếp theo hình số 20 đây. 20 này, rất nhiều thân luôn này. 20 này em bán 220 000 ạ. À. Hình số 21 này. 200 000 thôi nhé cô chú anh chị nhé 200 000 thôi. Và hình tiếp theo hình số 22 là một giò hai thân trong đó một thân căng mướt cực kỳ là to luôn. Cái giò này em bán với giá là 240 000 Tiếp theo hình số 23. Đã, hình 23 này. Hình 23 có 4 thân dài, 3 thân dài trên 60 rồi. Giò này em bán là 250 000 thôi. Và tiếp theo hình số 24, giò này em bán 250 000 nhá. Và hình số 25, 240 000 Và bên này sẽ là những giò hạc vĩ thiên cung lự bố ạ. Đây là sắc hoa của hạc vĩ thiên cung lự bố đây nhá, cô chú anh chị nhá. Tím hồng cực kỳ là đẹp luôn. Đó, sắc hoa tím hồng rất là đẹp luôn. Một cái dòng hàng chưa bao giờ hết giá trị ạ so với hàng hạc vĩ rừng thì nó sẽ không bao giờ được đậm đà như thế này nhá và hàng này thì về nó cũng đã nở hoa bói rồi và chuẩn hạc vĩ thiên cung lựu bố và dòng này là hàng ươm ki nên cô chú anh chị mình yên tâm là chuẩn nhá đó chỉ có thiên cung lựu bố thì người ta mới nhân kỳ như vậy thôi và chỉ có nhân ki thôi chứ không có hàng kg ạ à. hiện tại hàng cũng đã bắt đầu xuống lá để cho chuẩn bị chờ hoa hết rồi em có giò này đây em bán 180.000 tám thôi cô chú anh chị này 180.000 cô chú anh chị sở hữu một giò thiên cung lựu bố hoa cực đẹp và quý luôn đó, 180.000 thôi bằng hạc vĩ thường luôn đúng không ạ? Hình tiếp theo là hình số 27 cũng 180.000 rất nhiều thân. Nói chung là đây, rất nhiều thân luôn. Hiện tại người ta bán mỗi công ty còn 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 lên đến cả 10.000 luôn. Thì cô chú anh chị mình nhìn là 2 4 6 8. hàng này hàng chơi hoa mà mưa hình này em chỉ bán 180 thôi ạ. Hình 28 180. Hình 28 này cũng 180 cô chú anh chị nhá, rất nhiều thân. Hình 29 160 thôi. Và hình tiếp theo hình 30 cũng chỉ 160 thôi cô chú anh chị này. 160 thôi và hình này có 2 4 5 thân dài và đẹp luôn. Trước đây mỗi một thân như thế này cũng đã xứng đáng 160 rồi. Mà hiện tại nhiều thân một giò hẳn một giò như thế này luôn có 160 nhá anh chị nhá. Em được bán từ những năm mà mỗi một thân như vậy là 160 luôn rồi, hơn 100 luôn rồi. Hiện tại đến cái thời điểm bây giờ cái giá nó cực xuống như thế này. Hình 31 cũng 160 ạ. À. Hình 32 cũng 180 000 này. Hình số 33 rất là nhiều thân luôn, nó hơi ngắn, cũng 106 ạ, hình số 34, 108 này, 180 cho hình 34 và đây sẽ là dòng lan trầm trắng cho cô chú anh chị nào đam mê cái sắc hoa trắng thanh khiết nó còn có tên là trầm bạch tuyết ạ, với cái sắc hoa trắng thanh khiết và mùi hương của trầm thì cô chú anh chị biết rồi, trầm thì biết rồi, rất là thơm luôn. Đấy. À, em nói đến trầm thơm thì cô chú anh chị bảo bên kia thơm, hàng này cũng thơm nhưng rõ ràng thực sự là các loại lan này nó đều rất là thơm ạ. Hình số 35, em có giò này 3 thân nhé. 3 thân đẹp như thế này để chơi hoa tết hoa xuân với giá 200 000 Hình số 36. 36 đây ạ. Hình số 36 này em bán 180 000 cho giò này có 2 thân. Đang xuống lá rồi. Và hình tiếp theo là hình số hình số 37. 200 000 cho giò này cũng ba thân đang vàng hết lá chuẩn bị xuống lá nhưng cô chú anh chị nhìn thấy thân rất là khỏe đúng không ạ? Về cô chú anh chị cứ vặt hết lá đi để nó thân nó đỡ tóp Ờ, tránh hạn chế thoát nước ạ à? 200.000 và nó sẽ nở hoa sớm hơn cắt nước đi để nó nở đúng cái thời điểm Tết luôn hình tiếp theo hình 38 hình này em cũng bán 200.000 hình 39 em bán 200.000 cho giò này cũng hai thân ba thân ạ à. ba thân của chú ý chị nhé hình tiếp theo hình 40 bốn thân luôn 180.000 bốn thân hai thân dài hai thân ngắn và bên này là hình số 41 hình 41 này em có một hình châu rừng hình châu rừng này có 5 cây, 5 cây châu rừng như thế này. Đó, em bán là 250 000 thôi. Bên này sẽ là cái hình hài Vân Bắc để cô chú anh chị mình sưu tầm. Hài Vân Bắc hình số 42. 42 này em có 4 cây ạ, 4 cây hài Vân Bắc ở hình 42 này. Đây. 180 000 cô chú anh chị nhá, 180 000 cô chú anh chị sẽ sở hữu một cái dòng lan hài rất là quý luôn. Vân Bắc một dòng lan hài rất là quý ạ. Tiếp theo hình 43 là hình này có 3 cây em bán là hình này 150.000 hình số 44 hình này 3 cây em bán là 140.000 ạ à. và hình số 45 hình này có em bán là uh, 180.000 hình này có 10 uh, hình này cũng có 4 cây 4 cây nhé chính chị nhé hình tiếp theo hình 46 hình 46 đây hình này em bán là 180.000 có 4 cây hình 47 có 3 cây 3 cây này em bán với giá là 160.000 và ở bên này thì em còn có mấy cái phần hà phần kèn nhé Mỗi một phần kèn như vậy cũng đủ cô chú anh chị sưu tầm một giò kèn xinh cho mình Em có phần số 1 đây ạ, à. rất là nhiều thân hoa luôn đây Cô chú anh chị này Phần kèn số 1 này em bán 130 nghìn này Thân căng mướt luôn Đó, hàng này thì uh, cô chú anh chị biết là kèn lai như kèn lai châu ấy Người ta bán mỗi một thân là trên 100 nghìn luôn Cái chỗ này cô chú anh chị được một giò xinh Mà hoa không kém cạnh gì kèn rừng kèn lai châu luôn mà giá của nó chỉ có 130 thôi, rất đáng sưu tầm luôn ạ. À. 130.000 cho chỗ kèn này. Và phần kèn số 2 chỉ 90.000 nhé Và phần kèn số 3 là 120 000 này, cô chú anh chị này, 120 000 cho phần kèn số 3. Và bên này thì em có 3 phần hài Trần Liên. 3 phần hài Trần Liên ạ. À. Mỗi một phần hài Trần Liên này cô chú anh chị này, một trong những cái loại lan hài đặc hữu và Ờ, được rất nhiều của vùng cao bằng và được rất nhiều những người chơi lan ưa thích một trong những loại lan hài đẹp đẹp nhất của 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 rất là đẹp của Việt Nam hiện tại thì bên Trung Quốc và người ta đang nhập rất là nhiều thì người ta gây giống đấy ạ đó thì mỗi một phần hài như thế này nhá em có hai phần thôi mỗi một phần hài này em bán với giá là 60.000 đủ cô chính trị chị sưu tầm à, khoảng tầm 23 chậu nhá đó 60.000 cho một phần hài Trần Liên à, và ở đây thì em có một phần hài Helen này một combo hài Helen Cộng với một bó nghệ tâm này đủ của chú chị có một mùa hoa xinh xắn. Combo này em bán với giá là 50 000 ở 60 000 cho combo này. Và một phần giá hương đuôi trồn này. Thanh lý nốt 50 000 cho lô đuôi trồn này đi. Hàng đầy đủ ngọn nhá, cây to cây nhỏ lẫn lộn hết luôn. 50 000 cho lô trồn này. Và một cái lô Hoàng thảo môi tua Rất nhiều luôn 80.000 cho lô này đi Với lô đùi gà này cũng rất nhiều luôn đấy ạ 80.000 luôn em bán thanh lý nốt này đó ngoài ra thì em còn có thêm rất là nhiều những chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan này chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan đây ạ hùng nguyễn này 25.000 cho một lọ và 50.000 trong một cặp đây ạ à, rồi à, keo liền da mỹ tiến 40.000 cho một lọ này keo liền da sẹo đen 50.000 cho một lọ này b 1 thái 40.000 cho một lọ Ờ à, ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát này và phân bón lá dành cho các giai đoạn phát triển của cây em đã bán đồng giá 30.000 cho một lọ nhé và B12 giải độc cho cây với giá 30.000 cho một lọ cáp tan đặc trị thối nhũn của Thái với giá 35.000 cho một lọ này à, siêu da dễ N3M với giá là 30.000 cho một lọ thôi ạ và cái super thai super thai cái hormone tăng trưởng ấy bán 85.000 cho một lọ nhé và bên này là dưỡng chất AB với giá là 85.000 trong một lọ Dưỡng chất AB ngọc linh 75.000 trong một lọ Duy xanh 65.000, 5.000 65 trong một ống Và duy đỏ là 60.000 trong một ống nhá Và em có bả sen với giá là 20.000 trong một gói này Và kin kin bom đặc trị thối nhũn này Với giá là 20.000, 25.000 trong một gói Atonic ạ, à? atonic này 10.000 trong một gói thôi Rất nhiều tác dụng luôn cô chú anh chị này Atonic 10.000 trong một gói rất nhiều tác dụng ạ à? À, Cái phân bón lá phân bón là phân bón dạng túi lọc đấy ạ. Cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng trong tất cả mọi giai đoạn phát triển đồng em bán với giá là uh, 35.000 cho một hộp như vậy với 20 túi lọc bên trong. Và nó còn kích thích ra dễ cực mạnh luôn. Đó. Em có thêm cái dây buộc lan này. Dây buộc lan 35.000 cho một cái cuộn dây buộc lan chiều dài 100 m và cái gói thít nhá. Dây thít ạ, à. dây thít rất là nhiều luôn cô chú chị nhìn này. Cực nhiều luôn đấy. Một cái uh, bọc dây thít như vậy, thít như vậy em bán với giá là bao nhiêu nhỉ? À, 60.000 cho bọc dây thít này Em có thêm vỏ thông phân dê và à, than củi nghiến Than gỗ nghiến của vùng Cao Bằng 20.000 cho 1 kg Và rêu rừng 50.000 cho 1 kg Và đặc biệt vẫn có sản phẩm đó chính là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng nhé à, Một cái sản phẩm mà có rất nhiều tác dụng dược liệu tuyệt vời Em bán với giá là 40.000 cho một lọ à, Có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt